Mừng. Ôi trời ơi, nữ công gia chánh dữ vậy ta. Báo tin mừng cho mừng nha, kiếm được người phụ mừng rồi đó. Ai vậy? Thèm. Thôi đi giỡn hoài. Giỡn đâu, thiệt đó. Thư dữ nha. Em thấy là thiếu người phụ cho nên mới qua nè. Bộ chị không thích em hả? Trời, nghĩ sao mà không thích. Người nhân hậu hiền lành vậy, ai mà không thích. Tôi là tôi thích quá trời luôn á. Cưng mà chịu giúp á là mừng hết lớn luôn á. Tại chị đang không có đủ người phụ. Khách kêu là cứ quýnh quán lên. Để chị nói với anh Điền cho ha. Hai người ngồi nói chuyện nhau đi. Tôi đi công việc cái. Tôi thích lắm ở nhà. Thích lắm luôn á. Trời ơi chị. Sao chị ăn mặc gì mà kỳ vậy? Chị ăn mặc vậy nhìn thấy nó quê làm sao đâu á. Muốn cái gì thì hỏi em chỉ cho. Nhỏ này, quê là quê làm sao? Cái đứa bán nói cái bộ này là modern nhất giờ đó. Trời ơi, nó dụ chị rồi đó. Bộ đồ này mà modern hả? Nhìn phèn muốn chết vậy đó. Tại bình thường toàn mua giải ký về mai không à. Bộ này là gần 200 ngàn của tôi á, không rẻ đâu. Rẻ mắc á, không phải là cái giá tiền, còn ở cái cách phối đồ của chị, rồi chất liệu vải nữa, màu sắc nữa. Thôi, khỏi đi, khỏi bàn nữa đi. Nhìn cái mặt chị là em biết không hiểu gì trơn rồi đó. Thôi, ngồi chờ uống nước đi, chị đạp cho xong cái áo cái. Có thêm đại trang giúp sức, tốt quá. Thêm người thêm sức. Chứ sao, có đại trang, cuộc đời tươi sáng liền. Mọi người ơi, chết rồi. Mọi người ơi, chết rồi mọi người. Chuyện ơi gì vậy? Mọi người ơi. Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà hất hả cả vậy? Mấy tin gì chưa? Tin gì? Mấy cái chậu mai mình trang trí vào sớm, không biết ăn trộm mượn đi đâu hết rồi. Trời, gì ghê vậy? Bây giờ biết lấy đâu ra mai để cho khách lạc lá đây. Chết thì cái tình rồi, bây giờ tính sao? Không biết đâu. Trời ơi. Mọi người. Ủa, mọi người biết hết rồi hả? Mới nghe cái đợp luôn á. Giờ tính sao mai? Mai cũng biết có chỗ này có mai à. Ừ, tôi cũng biết à. Coi bộ căng dữ nha. Giờ sao đây, thiệt tình luôn á. Tao nói không là không nghe, không có lặt liếc gì hết á. Mai quý của tao chứ không phải là đồ chơi đâu nghe. Tao chịu cho vô nhà ở là dữ lắm rồi, còn bày đặt đòi vô giường mai nữa. Quần một hồi á, nát hết mấy gốc mai của tao là tao lặt đầu hết á. Dạ, tụi con không có muốn làm phiền bác ba đâu. Nhưng mà mấy cây mai của tụi con á, bị bọn trộm nó lấy hết rồi. Tại bên con lỡ quảng cáo là trong chương trình tour có lặt lá mai. Bây giờ không có mai, không biết ăn nói làm sao với khách luôn bác ba. Bây tự tìm cách khác đi chứ. Chứ cho vô rồi làm rụng nụ mai của tao hết rồi sao? Dạ thì tụi con theo sát khách mà bác. Bác yên tâm đi. Thôi, không được. Thôi đi chỗ khác đi. Dạ, vậy thôi tụi con cảm ơn bác ba. Để tụi con tính cách khác. Thôi bác ba, tụi con về. Con về nha bác ba. Dạ, con xin thay mặt nhóm điều hành homestay chào đón cả gia đình mình đã tề tụ về đây đông đủ. Dạ, từ đây đến hết Tết á, mỗi gia đình của chúng ta đều tập trung ăn uống ở đây. Ngoài ra thì tất cả các gia đình có thể đăng ký tham gia nấu ăn với chủ nhà nơi mà mình ở, hoặc là có thể tự nấu ăn riêng nếu như mà gia đình mình muốn. Ngoài nhóm điều hành homestay của tụi con á, thì tất cả mọi người có thể nhờ bất cứ ai trong xóm này để hỗ trợ và giúp đỡ mọi người. Dạ. Còn từ đây tới tối á, mọi người cứ cơm nước, nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho nó khỏe. Kế hoạch đó là sáng mai mình sẽ đi một vòng trong xóm tham quan, rồi ai còn khỏe thì sẽ lặt lá mai. Nhưng mà con sợ á là mọi người mới vừa tới à, vẫn còn mệt, nên con sẽ thay đổi kế hoạch một chút xíu. Là ngày mai á, mình cứ tà rong chơi. Mình đi câu cá nè, chèo xuồng, tham quan vườn trái cây, tham quan lò bánh mứt, lò gốm, rồi gói bánh tét nè, rồi xem cảnh bà con trong xóm chuẩn bị đón Tết như thế nào. Đến ngày mốt mình lặt lá mai vẫn kịp nha mọi người. Dạ, như anh Điền đã phổ biến rồi, thì cả nhà mình có thắc mắc hay là muốn tìm hiểu gì thêm á, xin mời cả nhà mình lên trang web Ăn Tết Miệt Vườn
Trên web tụi con có để chi tiết cụ thể trên đó. Hay dạ. Ừ. Được đó. Đó, quá quá. Hay. Chỉ quản binh được thêm một ngày nữa thôi. Bằng mọi giá mình phải tìm cách thuyết phục bác ba. Mà sao lúc đó mày không thuyết phục bác ba luôn đi? Tại em thấy bác ba cương quyết quá, mà mình lại chưa có đủ lý để thuyết phục. Mình phải kiếm cho ra cái lý đó. Tôi thấy là có người phá chắc luôn. Mà cũng đâu có khó đoán, bên hai hổ chứ không ai. Thôi không ăn nói bậy bạ. Sao mà cứ muốn gây thù chú quán không vậy? Chứ sau khi không trùng hợp vậy, phải không Trang? Gì bà nội? Tôi mới vô biết gì đúng với không đúng. Thì vụ mấy cây mai đó, chị hỏi là em có nghĩ bên hai hổ sai người làm không? Hả? Sao tôi biết mà bà hỏi tôi? Mà chị hỏi vậy á là ý chị muốn gì? Có ý gì đâu. Tại chị thấy em chơi với nhóm đó nhiều, có thể là em biết. Sao bà ngộ quá ha. Thôi, nó nhỏ thôi. Biết gì biết. Ở ngoài người ta nghe hết bây giờ. Em đừng có nghĩ gì nha. Mận nói vậy chứ không có ý gì đâu. Thiệt cái tình luôn á, Đài Trang người ta nhân hậu tốt bụng. Bây giờ mình phải tìm cách làm sao xoay sở tình hình. Cứ ngồi nói qua nói lại hoài được ích gì, đúng không Đài Trang? Phải. Chỉ tiếc là bác ba có nguyên cái vườn mai mà tụi mình không có vô được. Cái gì? Cái vườn mai của ông ba hả? Vô cho ông lấy chỗ chà ông ruột chà ông kịp chứ ở đó. Nhóm của mình á, không biết có ai thân với bác ba không ha? Cái này mới hái hồi xế đem qua cho dì ăn 3 ngày Tết cho thơm miệng. Ờ, cảm ơn nha, cho hoài. Dì, cái cậu dì ở bên nhà dì nè. Cái cậu dì tên gì nè? À, thằng Bảo. Ờ, đúng rồi, cậu Bảo. Ừ. Tao nói qua kêu nó mà con không biết tên. Ừ. Ở bên bển đang ăn uống tiệc tùng vui quá trời vui mà không thấy nó đâu hết. Bộ tính nhịn đói hả? Trời ơi, cái thằng này á, nó bí hiểm lắm. Nó không ăn kệ nó đi. Bí hiểm hả? Không ấy, để con vô con kêu nó thử coi. Thôi hả? Dạ chào ngoại. Dạ, Bảo chào gì? Nói nghe nè, ở bển người ta ăn uống vui dữ lắm, không ấy qua bển ăn đi, có đói bụng không? Con không đói. Người ta chơi bộ quỷ sao không đói trời. Không ấy để dì Bảy bới cho con tô cơm, cái bỏ con cá rô đồng kho tộ. Cá rô đồng kho tộ ngon lắm mày. Nè nè, nếu vậy thì để bảy đem cho con cái ấm siêu tóc, xong cái lấy mấy gói mì với lại mấy cái trứng để đó bỏ phòng con á, chừng nào đói tự mừng ăn nghe. Dạ khỏi, con không ăn đâu, cảm ơn dì. Mày có thấy không, tao nói có đúng không? Nó bí hiểm dữ lắm, có thấy không? Không phải, không phải bí hiểm. Cái này giống như kiểu là người mà có tâm trạng mà nói không nên lời á. Dì Tư, cái gì? Để con đoán cho dì Tư nghe. Cái cậu này giống như cái kiểu mà cái gia cảnh mà cha mẹ sắp ly dị á.
Ờ, cha mẹ ly dị. Dạ. Hoặc là gia đình phá sản. Hả? À, gia đình phá sản. Đúng rồi. Cái bị trầm cảm muốn tự giận. Trời ơi, tự giận. Ừ, con nhìn sắc mặt là vậy á. Thôi 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 mày ơi, bà rảnh quá bà ngồi đó bà suy diễn. Tao đã nói là thằng đó nó kỳ bí lắm, nó không ăn thì thôi. Mày làm gì mày ngồi đó mày suy diễn tù lum tà la vậy? Nhưng mà nó nhịn hoài nó phải biết đói chứ. Tao nói mày nghe nè, ở chung nhà với mấy người bị như vậy đó hả, ơn lắm, lạnh lắm. Sao vậy? Trời đất ơi, có ngày lỡ tao có chuyện gì ai mà cứu tao. Trời, cái gì cười. Từ từ tin thấy ớn luôn á. Ai dám làm gì bà mà bà sợ trời. Trời đất ơi. Con nói tự nghe. Cái mặt thằng này á, nó giống như là có tâm trạng, tâm sự buồn thôi. Chứ cái mặt nó hiền, cái mặt nó không có làm chuyện ác được. Nên đừng có sợ. Ờ, nó hay quá ha. Nó hiền, vậy bà qua đây bà ở đi. Ngoại ơi, ngoại. Hả? Ngoại. Dì Bảy. Dạ. Đây, con mang cháu dâu về cho ngoại đây. Thiệt không trời? Hiền lành nhân hậu dễ thương lắm à. Thiệt luôn á hả? Ừ. Trời ơi, mày mà cua được nhỏ này nha, bà đem trầu cao qua bà hỏi vợ cho mày liền luôn á. Dạ, con chào ngoại, con chào dì Bảy. Ừ. Dạ, con chỉ đem cơm qua cho khách thôi à. Cơm này á mang cho khách ăn, còn con á sau này sẽ ngồi chung với người thổi lửa đã ăn cơm chung với con, đúng không em? Ừ. Trời ơi, tưởng mày cua được cô vợ cỡ này là bà bán nhà cưới vợ cho mày bà cũng bán nữa. Thì cái tình à, vậy á là bà ngoại phải mua căn nhà bự bự cho con nha, bởi vì sau này hai đứa con đẻ một đội bóng lận, đúng không em? Bớt giận đi nè, giận không có vui gì trơn á. Đi về nè, tôi hù rồi. Tết nhất phải tạo không khí chứ. Thôi, để anh đưa em về. Còn đây á là cơm của khách đó, ngoại chịu khó mang vô cho khách giùm con nha. Dạ, thưa ngoại, thưa dì, con về. Ờ. Con đi nha ngoại, con đi nha dì Bảy. Ờ. Ngon lành cành đào ngoại ha. Ngon cha. Ôi, mày. Người thổi cơm ở đợi anh với. Chị Tư, thấy sao? Sao sao cái gì? Con nhỏ này có vẻ chảnh, dễ giàu gì mà nó ưng thằng Trung. Con cũng thấy vậy á. Bây giờ dì biểu thằng Trung á, kiếm đứa nào nó hiền lành chút, khéo léo chút mà cưới. Chứ trời ơi, đẹp cũng đâu có mài ra ăn được đâu. Phiền phức. Thật khó chịu. Muốn yên ổn cũng không xong. Chắc mình phải đi khỏi chỗ này. Mẹ nghe nè. Mẹ, ba mẹ đi vậy rồi sao bạn gái con qua chúc Tết? Khỏi, dẹp, không chúc Tết gì hết trơn á. Rồi mai mốt con cưới Linh về, Linh thành con dâu luôn. Cái ba mẹ cũng đi vậy luôn hả? Tao không có ơn à. Ai cưới cho mày mà dâu con gì ở đây? Mẹ ơi, mẹ muốn có con dâu ngoan hiền á, Linh có đầy đủ. Mẹ muốn nhà ai cũng phải môn đăng hộ đối, mẹ cố chấp quá à. Cái nhà môn đăng hộ đối á thì nó mới vui vẻ, con hiểu không? Còn cái nhà mà môn đôi hộ đắng á thì nó đắng lắm, không gì vui hết trơn á. Với lại á, nó chưa học đại học xong. Nghĩa là học thức của nó chưa có tới, hiểu không? Nó không có xứng đáng với con. Mẹ nói con có hiểu không vậy? Thôi bỏ đi, giờ mẹ không muốn Linh chúc Tết thì thôi. Ba mẹ ăn Tết vui vẻ. Nè, ăn đi con. Ăn đi em. Ăn nhiều vô nghe. Dạ, cô cảm ơn cô. Con mời cả nhà ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm. Cô bé nó đẹp quá ha. Cô cưng ha. Ăn đi ha. Dạ. Ăn nhiều vô nghe. Dạ. À ừ. Nay con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 25 tuổi rồi. Con 25 tuổi hả? Thằng Lân nhà cô á có 23 tuổi à. Mẹ. Không sao, không sao. Đâu có gì đâu. Gái lớn hơn hai, gì trai lớn một là bình thường mà. Hợp. Ăn đi con, ăn đi. Dạ. Ăn thiệt tình dạ. Nha. Ừ mà khoan đã.
Dạ. Con á thì con yêu cái gì, con ghét cái gì, cũng như là con có yêu thiên nhiên, yêu súc vật gì không? Ờ, không, không không, ý của cô nói là con có yêu động vật không đó? Dạ, nhà con có nuôi động vật, con có nuôi một bé chó. Ủa, vậy hả? Dạ. Thằng Lân nó cũng thích động vật lắm, nó thích con mèo. Mẹ. Hả? Thì con mèo cũng là động vật mà, hai đứa này. Em, mẹ chị hay nói giỡn vậy chứ không có ý gì đâu nha. Dạ. Em hai, tự nhiên đi nha. Con nói gì vậy? Con ở chung với mẹ mà con không hiểu mẹ hả? Mẹ nói thiệt lòng đó. Bà này, để con bé nó ăn đi. Hỏi nhiều quá làm sao nó ăn. Thôi ăn đi con. Dạ. Con ăn nhiều vô đi con. Dạ. Thì bay cứ ăn Tết theo ý bay đi. Mẹ về đây cho tụi bay vừa lòng, khỏi lo chi cho mất công. Hải Hải. Dạ. Em đưa bill này ra cho khách giùm chị. Dạ rồi. Ừ. Dạ. Dạ, hôm bữa mẹ tự đặt tour mà, sao giờ mẹ lại nói như vậy? Hôm trước á, con đã nói với mẹ rồi là mẹ ở trên này ăn Tết với tụi con đi, mà mẹ cứ nói là vướng bận tụi con chứ tụi con đâu có thấy phiền hà gì đâu mẹ. Không phiền hà gì mà tụi con đi suốt bỏ mẹ ở nhà một mình hả? Tụi bay thương mẹ, hay tụi bay xuống đây ăn Tết với mẹ đi. Dạ, đâu có được đâu mẹ. Ở trên này á là con kinh doanh vừa nhà hàng vừa kết hợp quán cà phê nữa. Mà mẹ biết rồi, mùa Tết mà thiếu nhân viên dữ lắm. Rồi con mình con à, con bận nhiều việc lắm mẹ. Bây giờ mẹ lỡ đăng ký rồi thì mẹ đi chơi cho vui vẻ nha. Rồi á, vài bữa nữa con sắp xếp rồi con xuống con thăm mẹ nha mẹ. Con gọi xuống, đừng có gọi nữa. Dạ mẹ. Hải Hải, qua đây chị nói nghe nè. Dạ. Ai nhập số liệu này vậy? Em coi nè, ai nhập vậy? Em nhập hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ em ra em kiểm tra lại giùm chị cái nha. Dạ dạ. Ừ, đi đi. Dạ. Con thì cái, chỉ biết lo kiếm tiền thôi, không có quan tâm gì tới mình hết. Ủa, ông anh. Chào ông anh. Dạ, ông anh tới chơi ha. Tôi nghe nói là ông anh là người pha trà nổi tiếng cái vùng này, cho tôi thưởng thức được không? Trời ơi, ngon lành luôn. Đi, mời anh. Cảm ơn anh. Trà tôi cũng mới pha, ngon lắm, dạ. Đủ đi. Cảm ơn ông anh. Dạ. Thơm thiệt. Dạ, mời anh. Người ta nói không sai nha. Dạ. Ngon thiệt á. Mà người lớn tuổi á, uống trà rất là tốt, đúng không anh? Uống trà làm cho mình tỉnh táo, với lại nó cũng làm cho tinh thần mình sảng khoái nữa. Nghe nói vườn mai của ông anh đẹp lắm, đúng không? Ông anh có phiền không? Cho tôi ngó một vòng nha. Chuyện này á cũng được thôi. Lát nữa tôi dẫn anh đi coi ha. Dạ. Lâu lắm rồi tôi mới được về quê. Nó khoái gì đâu á. Cái trời lạnh lạnh vậy nè, nắng nè, mai á hoa rằm lạc lá vẫn còn kịp, có phải không ông anh? Nói vậy anh cũng biết chơi mai nữa hả? Avatar thôi, ngày xưa ba tôi á là dân trồng kiểng chuyên về mai. Không giấu gì ông anh, tôi chọn đi du lịch chỗ này là vì tôi thấy nhà cửa xóm ấp này nè thanh bình y chang như ngày xưa. Còn có cả cái vườn mai nữa, tôi nhớ hết sức. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Hồi nhỏ đó tôi chạy chơi coi ông già ông làm vô tư lắm,
không quan tâm tới. Bây giờ thì ngồi nghĩ lại, già rồi thì nhớ cha má, hình ảnh vườn mai nó cứ lợn giỡn trong mắt và trong ký ức của tôi. Không ngờ ông anh là người sâu sắc và nặng tình như vậy. Mấy con mấy cháu để ý, nụ mai á, nó nảy ra từ nách lá, người ta gọi là chiếc nụ. Lặt lá mai á, mà tuốt như rau bồ ngót á, thì nó bể luôn cái nách lá, nụ hết chỗ đâm ra. Cho nên mình phải giữ nhánh mai cho chắc, bật cái lá ra phía sau, sao cho cái nụ á, không bị nước sẹo. Các con nhớ chưa? Bà vợ con giỏi quá à. Rành về cây kiển dễ sợ. Thôi bà từ đó, bà từ đó. Mà ông ơi, tại sao mình phải lặt hết lá vậy ông? Nếu như không có lá, cây chết thì sao ạ? Câu hỏi rất hay. Tại sao lại lặt lá? Nếu mà để lá đó, thì cây phải chia đều dinh dưỡng cho lá. Mà ta muốn có bông đẹp để ăn Tết thì phải lặt hết lá đi, để cây tập trung vô cái nụ. Nụ khỏe mạnh, mập mạp, phủ kín cây thì lúc đó trổ bông mới đẹp. Ra là vậy. Công nhận anh giỏi thiệt á, cái gì anh cũng biết hết trơn á. Ba vợ em á Tám. Sao chị biết cái gì ổng cũng biết hết? Thì đó, chị thấy không, ổng rành 6 câu giọng cổ luôn. Nhìn sơ sơ thôi cũng biết ổng là một người thông thái, lịch lãm. Đúng là Việt Kiều có khác. Mấy con mấy cháu hiểu hết chưa? Dạ. Anh thấy tôi nói vậy đủ chưa? Có bổ sung gì không? Quá đủ rồi, không cần bổ sung gì thêm nữa. Cảm ơn. Đó, tôi còn thấy chưa, ông ba nổi tiếng là ba khó. Ông khó nhất cái vùng này. Mà bây giờ ông còn đồng tình thì biết anh Định anh giỏi cỡ nào rồi. Bây giờ tôi nói vậy thôi. Bây giờ các cháu chia ra lặt lá mai, nhớ lời của ông dặn nha, lặt cho đúng cách nghe chưa? Dạ. Nhớ lời ba vợ tôi dặn á, lặt cho đúng cách đó nghe. Dạ. Nhanh quá. Lấy đi, lặt lá mai đi. Giờ thấy ăn uống cái gì hết, mà cũng không bao giờ nói chuyện với ai. Đúng là nguy hiểm thiệt. Bây giờ mới biết á, sống trong sợ hãi là như thế nào. Thank you.
Trời ơi ông ơi, lạc mai mà bắt lần từ vậy khi nào mới xong? Chứ ba không nghe hồi nãy ba dặn tỉ mỉ hả? Dặn sao? Ba nói á, tước lá mai này nè, lật khẽ thôi, từ từ thôi, đừng có lật mạnh quá, tét ngách mai. Ôi da, cái gì vậy? Kiến cắn dây tôi. Tét ngách mai á, chủ vườn mai người ta thường á. Trời ơi. Mấy đứa nhỏ lớn lên á, nó sẽ nhớ mãi hôm nay. Dạ, mà công nhận nha, anh thuyết khách hay quá luôn đó. Mùa xuân ngắm mai nở thì còn gì mà sướng bằng. Dạ. Mà mai tự mình lặt mới là sướng. Dạ. Thật ra thì tôi cũng đang cần thêm người để lặt lá. Anh thấy đó, bây giờ nhân công á, nó tứ tán vô mấy vườn kiển hết trơn rồi, còn con cái á, có đứa nào về đâu mà nhờ. Bác ba, sao bác ba không kêu tụi con phụ nè? Con của con á, nó khoái mấy cái này lắm. Vì nó là con nít mà, cái gì lạ nó cũng khoái hết trơn á. Dạ. Điền. Dạ. Con nói với mọi người á, một lát á, lặt lá mai xong là bác ba sẽ chiêu đãi toàn bộ uống nước dừa. Dạ. Nghe không? Cảm ơn bà. Anh ba mãi đỉnh. Uống nước dừa xong á, mình sẽ còn đi hái bưởi nữa nghe. Anh xin lỗi em, anh đã lỡ, nhưng mà anh không cưới vợ được. Anh, thiệt ra anh nhờ em nên anh mới biết được anh là giới tính thứ ba. Anh xin lỗi, nếu em muốn nuôi thì anh phụ, nếu em bỏ thì anh sẽ lo hết. Còn nếu em muốn để mà không muốn nuôi thì người yêu của anh hứa sẽ lo cho em. Em cứ lựa chọn đi. Anh không cưới em được, hay là không cưới vợ được? Anh cho em ba lựa chọn, nên em không thể lựa chọn được cái nào hết. Còn em nuôi, em không cần anh lo. Coi cái phim hôm qua mà tức má ha. Bà má chồng ác thiệt. Dù cho con dâu lấy tiền mà người ta mua quà tặng cho còn đòi trả lại nữa. Ôi, tại mua đồ mắc, chứ gặp tao à, tao cũng trả. Mắc rẻ là chuyện của người ta, còn con dâu đi làm có tiền, nó mua cho xài thì lấy đi. Bà má chồng cố chấp vậy, hỏi sao không biết lòng. Má gì? Nay mai á con kiếm đồ Tết cho má, má không được trả lại nghe. Trời ơi sợ quá à. Ê, có má chồng mà không xài sang vậy á, ý là con dâu á phải cảm ơn ông hết. Thì biết vậy, mà cái lòng của người ta cho thì cứ xài đi. Cận Tết con với má đi siêu thị bữa nữa ha. Thôi đi, mệt quá à. Vô trong đó là con cứ bắt má vô cái ghế massage ngồi, về rêm cái lưng cả tuần lễ. Với lại đồ ăn thấy giá cả cũng cao quá con ơi. Má quê quá à. Cái gì cũng phải ăn cho biết với người ta chứ. Con muốn hiếu thảo với má, con mời thì má cứ nhận đi. Má coi phim thì má phải rút kinh nghiệm chứ. Ê khoan, cho tao hỏi nha, mày dâu tao hay tao dâu mày? Má kỳ quá, má cổ hủ không chịu thay đổi gì hết. Thôi, nói thì nói vậy thôi. Ê, bữa nay á, má nêm nếm má thấy con trộn gỏi á, được đó nha. Hồi nào tới giờ á, ở xứ này á, là má trộn gỏi nổi tiếng là ngon á. Mà bây giờ ha, dâu của má hả, trộn còn ngon hơn má nữa đó. À, má dâu hơn. Bỏ má vô. Chồng mà là nhà có phúc má ha. Gan ha.
Mà nói vậy thôi chứ thật sự ra mai mốt cái homestay á của thằng Điền á ha, mà nó phát triển khách nhiều á là cũng nhờ tài nấu ăn ngon của con dâu má đó. Thảo tỉnh rồi hả? May quá, mừng quá, cuối cùng Thảo cũng tỉnh rồi. Anh làm cái gì tôi? Làm gì? Ý Thảo hỏi là tôi thay đồ cho Thảo á hả? Đi ra khỏi phòng tôi, đi ra khỏi phòng tôi. Thảo bình tĩnh lại. Đi ra khỏi phòng tôi. Ý đó là tôi không có thai. Mẹ tôi thai, mẹ tôi thai á. Mẹ cái gì? Trời ơi, mẹ có thai hồi nào? Trời ơi, không phải. Ý là mẹ tôi thay đồ cho Thảo á. Đúng rồi, cô thay đồ cho con đó, không phải nó đâu. Mày tránh ra, con đứng lên để mẹ vô. Từ từ nha, bình tĩnh nha. Đừng đánh đập nhau nha con. Đừng manh động nha. Còn sao vậy, có chỗ nào không khỏe hả con? Mà thôi nè, con cầm đi. Con có sao không? Dạ con không sao. Con cảm ơn cô. Cảm ơn anh Lân. Thảo không cần cảm ơn tôi, tại không phải tôi cứu Thảo đâu. Người cứu Thảo là anh Bảo á. Thảo nên cảm ơn ảnh. Anh Bảo? Ừ, anh Bảo là khách cũng tham gia cái tour an táng biệt dưỡng này nè. Nhưng mà anh Bảo ở bên nhà ngoại của anh Trung. Cho Thảo nghỉ ngơi đi. Chút xíu nữa tôi đem cho đóng vô cho Thảo nghe. Con uống miếng nước chanh nóng cho khỏe đi con. Cần gì nhớ kêu cô nha. Cô cảm ơn cô. Ra cho Thảo nghỉ ngơi. Dạ. Có gì gọi cô nha. Con. Dạ. Lại đây. Gì mẹ? Mẹ thấy con nhỏ này nó kỳ kỳ sao á. Kỳ sao mẹ? Thì mẹ thấy nó tự nhiên cái nó mới vừa tỉnh dậy, cái nó la sùm, xong cái bắt đầu nó giữ cái bụng nó. Hình như là nó bệnh cái gì ngay khúc cái bụng của nó. Còn cô không biết cổ có bị gì hay không nữa. Mà lúc gọi điện cho cổ để đặt tour á, thì cổ khóc lóc dữ lắm. Nó khóc dữ lắm hả? Ừ. Thấy chưa, mẹ nghĩ cái nào là có cái đó mà. Con đó nha, đừng có để gian dối dại khờ đó. Gì mẹ? Mẹ nói gì mà con không hiểu. Gì khoan gian dối dại khờ là sao hả mẹ? Có vậy cũng hỏi. Nhìn cái mặt con là biết khờ khờ rồi hả? Ủa? Con mẹ. Gái gì nói vậy cũng không hiểu. Mẹ em hút hết mai tụi nó để dọc đường rồi, tưởng ngon ăn rồi, ai ngờ ông ba ông cho tụi nó vô giường nhõng. Giờ tụi nó lặt lá mai bên giường nhõng. Mà tao cũng thấy kỳ nghe, cái chuyện này lạ hết sức luôn á. Ủa, ông ba là ông khó có tiếng luôn nguyên cái vùng này, vậy mà sao ông cho tụi nó vô làm đơn giản vậy? Mà tao kệ đi, không sao đâu anh hai, đừng lo, ba còn con sao làm lại anh em mình. Trời, mày nữa, mày ngu vừa thôi. Mấy cái cò con á, nhưng mà nó độc lạ mày hiểu không? Với lại tao nói mày nghe nè, mình cũng chỉ là homestay giả thôi, còn nếu thực thụ là homestay thật á, khách phải ở trong nhà dân, mày hiểu không? Vậy giờ sao nay? Bây giờ nè, tìm cách làm len lén, đừng cho con Trang nó biết. Để tụi nó tưởng nhỏ Trang làm tụi nó xào xáo, đúng không anh hai? Đó. Thôi, khuôn ra được một chút. Anh hai hay quá. Anh hai của mày mà mày. Xong. Đó, hấp dẫn ghê chưa? Gỏi ở đâu ngon? Chỉ có ở đây thôi, ngon bổ rẻ, chất lượng. Nè, đậy lại. Rồi, xong. Mỏi lưng quá, ngồi cả buổi trời rêu mình luôn á. Thôi bây giờ mới đi vô trong phòng má nghỉ, con đi kêu khách qua ăn đi nghe. Dạ. Mình tới rồi đó. Dạ, thưa ngoại, con mới tới. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, cho con hỏi, có anh Bảo ở nhà không ngoại?
À thằng Bảo đó hả? Dạ. Hồi nãy nó mới đi đâu về mà người ngợm mình mấy nó ướt nhẹp à. Nó tắm rửa xong cái chui tuốt vô phòng đóng cửa kín mít à. Dạ, về ngoại cho con xin phép con vô gặp anh Bảo chút xíu nha ngoại. Ờ, con vô đi. Dạ. Dạ, con xin phép ngoại. Ừ. Thì anh Lân dắt tôi đi. Đi nha. Thôi. Bên đây nè. Sao kỳ lạ vậy ta? Cái xóm mình hổng rày, sao nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra dễ sợ luôn á. Anh Bảo. Anh Bảo ơi. Anh Bảo ơi, anh Bảo. Anh Bảo ơi. Đã nói là em cảm ơn anh. Không có gì. Anh Bảo bị sao vậy ta? Phiền phức. Uống đi. Ủa, bà mua dừa này cho ai uống vậy? Trời đất ơi, tôi mua cho ông chứ mua cho ai? Kiếm gì vậy? Sao bà biết tôi uống dừa? Bà kêu hả? Chứ ông nhìn xung quanh đây đi, có cái thứ nước nào ngoài nước dừa không? Trời nắng chang chang vậy kêu uống nước dừa. Uống nó mới mát. Tôi biết bà kêu này hả? Tôi kêu cái khác rồi. Cái khác là cái gì? Tôi kêu đu đủ. Rảnh quá. Đu đủ là không phải sai. Rồi ông bỏ cái này kia nó rườm rà. Uống cái này nó nhẹ nhàng, nó thanh lọc mà nó mát mà nó đơn giản nữa. Uống đi. Lỡ lần này thôi nha. Tưởng sao? Bỏ nhà bỏ cửa đi xuống đây làm vườn cho người dân. Mà nói nào nghe, xuống đây cũng vui. Lặt lá mai trong vườn mai, cảm giác nó thú vị. Thấy cái không khí nó khác. Khác sao? Mồ hôi nó đổ nhiều hơn hả? Móc họng hoài. Không làm thôi, bà ngồi đó đi. Bà mà khó kiểu đó, tôi nói thiệt, không có con dâu nào mà chịu nổi với bà hết trơn. Bà thấy không? Bà thấy bà Tám đối xử với con dâu bà không? Đối xử làm sao? Y chang như mẹ chồng nàng dâu vậy. Nói những nói vậy trời. Không có, ý tôi nói là bà Tám bà đối xử với con dâu bà y chang như là con gái gì đó. Trời đất ơi, không lẽ nó con trai? Khổ bà quá. Ý tôi nói là bà Tám bà đối xử với con dâu bà nó giống như là con ruột vậy đó. Thì tôi nói không á, văn thì dở mà hãy nói vòng. Bà thường nói là đúng. Tại vì sao? Ông thấy con Mai nó giỏi giang không? Phải chỉ con dâu tương lai nhà mình đó chỉ bằng 1/10 của con Mai thôi. Coi tôi thương nó hay là khó chịu với nó. Tuy rằng á, con dâu của bà nó không có giỏi giang bằng người ta, nhưng nó vẫn chăm sóc cho bà đầy đủ. Tôi không có ưa. Rồi ông tin thế này mà tới thiệt luôn hả? Chứ sao? Bà khoái kìa. Bà không thấy hả? Nè, trưa nay bà có đặt thêm món gì cho ba chưa? Ba đi tìm mộ của thầy về chắc mệt á. Yên tâm đi, tôi đặt rồi. Ba thèm gỏi gà. Ừ. Cho nên á, tôi đặt con gà để làm gỏi. Sẵn á, chia cho mọi người ăn cùng cho nó vui. Món đó cũng là món ruột của tôi. Thì đó. Nó phải nịnh bà. Sao? Tuy bà dữ thiệt, nhưng bà vẫn là số 1 trong lòng tôi. Nịnh quá. Thôi, tôi đi đặt lá mai tiếp nha. Ừ. Uống trái này thôi nha, cái dừa này của tôi á. Biết rồi. Làm cẩn thận đó. Ừ. Cô Ngọc với lại chú Đạt có đặt cháo gà xé phai. Cháo nấu sắp xong rồi, con bưng lên nha. Ờ nè con, chị ông. Hai nha, để mời bà bên kia ăn cho vui. Dạ. Đây, đồ ăn tới rồi. Gỏi gà nó hỏi vừa nổi dạ. Đây. Nè, phụ tôi một tay coi. Đồ ăn ngon hi. Gà có rồi kìa ba. Nè, sao không bưng lên hết đi? Bưng lên hết rồi đó. Ông giỡn hả? Hai dĩa mà sao còn có nhiêu đây? Có ăn dụng ở dưới không? Gà ta sao tôi để vậy, hơi đau điên dụng. Ông nói gì vậy? Tôi với má tôi chia ra hai dĩa mà. Thiệt cái tình, con dĩa bưng lên đúng dĩa, ở đâu bưng ra dĩa thứ hai? Nói nghe nè, tranh thủ chia qua bển ăn cho nó vui, làm gì lâu vậy con? Bà, gà ngon lắm, mê ly liền, hấp dẫn. Dạ, dĩa gà nè cô Ngọc.
Trời ơi, cái gì cái dùng con gà mới như đây vậy? Tụi con, hồi nãy vợ chú kêu con gà mới đẻ chứ không phải kêu gà con, sao có chút xíu hả? Gà con cái gì mà gà con, cái này là con gà trưởng thành rồi nè, không có thấy đầu cánh phao câu gì hết trơn vậy. Ủa đâu mất tiêu hết trơn rồi hả? Dạ tụi con trả lời thiệt thà cho chú biết đi, tụi con có ăn vụng không? Dạ thiệt sự là tụi con không có ăn. Đúng rồi chú, con gà này nguyên vẹn chứ tụi con không có ăn vụng. Không ăn mà sao còn nhiêu đây hả? Dạ, không ăn vụng sao còn chút xíu hả? Con gà còn chút xíu là sao hả? Cái chuyện gì vậy Mừng? Em làm xong con gà xé ra không biết sao còn có nhiêu đây à. Mà thiệt là tụi em không ăn miếng nào luôn á. Ăn nó mới như vậy chứ đừng nói không ăn. Các con cứ bình tĩnh đi, chắc có sự hiểu lầm gì đây thôi. Lâu lắm rồi á mới ngửi được cái hương vị này. Dạ. Rất là ngon và thơm. Dạ. Dạ xin lỗi cô chú anh chị, thật sự là cái chuyện này nó cũng ngoài ý muốn thôi à. Thôi bây giờ mọi người mình cứ dùng đỡ cái này đi, có gì ngày mai con bù lại cho mọi người dĩa gà khác được không à? Dạ. Nhưng mà bây giờ như đây sao đủ cho mọi người ăn hả? Dạ con xin lỗi ông và tất cả mọi người. Con tưởng là nồi cháo này chuẩn bị là cho mọi người ăn chung, cho nên con có mang một phần qua cho anh Bảo. Trời ơi. Nhưng mà con lấy một phần nhỏ hả? Chứ không tới nửa con gà đâu. Không có sao đâu à, ăn lấy thảo mà. Nè con chia dĩa này qua bên bển, cùng ăn cho vui đi con. Dạ. Chú yên tâm, ngày mai con bù lại cho chú nghe. Dạ. Rồi, cả nhà mình ăn đi. Dạ, mời cả nhà con miệng. Lỡ rồi, ăn đi ba. Em cảm ơn nghe. Nè, ăn đi ba. Cảm ơn. Dạ. Món về thành phố mua con gà khác cho ba ăn nha. Ăn cho người ăn, người ăn ngon quá. Dạ, mời chú. Đại ân cứu mạng, ăn lấy thảo. Hay ra dễ quá. Chết rồi. Cô Ngọc có sao không? Ôi dạ. Cô có sao không cô? Cô chết rồi, sao vậy nè? Nè, mấy đứa có sao mấy đứa? Đau bụng quá. Đau bụng dữ gì nè? Con đau bụng quá nè. Trời ơi, cái gì mà đau tập thể vậy? Con chạy về bệnh lấy thuốc cho ba coi. Ba đi giùm con đi, con đi về nổi. Vì sao kêu ba vậy? Ông chạy đi lấy đi. Ây á. Trời ơi, muốn chết luôn nè. Trời ơi, đi đẻ ông ơi. Đêm. Dạ. Con chạy qua nhà cô Tám á, lấy thuốc giùm ông. Ông để thuốc trong quá. Cái vỏ sách á. Dạ đi con nhanh đi. Dạ Lẹ đi con. Nhanh chú ơi, tên điện. Dạ con biết rồi. Ah.
Nếu mà một người hên xui, còn đây một đồ người bị, cái này là xui quá xui rồi. Thiệt cái tình luôn á. Không lẽ cho đồ ăn? Tôi chết rồi, anh Bảo cũng đang ăn bên đó. Thảo đi đâu vậy? Tôi phải qua coi anh Bảo có bị làm sao không. Thảo, để tôi đi với Thảo. Thảo, đâu để tôi đi với Thảo. Ê, tụi em chịu khó nha. Chết. Cô Ngọc với mọi người ráng đợi nha, Điền đang đi lấy thuốc rồi đó. Mọi người ráng lên nha. Hai đứa lấy thuốc sớm luôn. Ba em đợi nha. Cá lóc một nắng 120. Trời, làm ăn không có tâm. Anh Hai, mặt quá trời. Làm ly cà phê cho nó tỉnh táo. Ủa, anh Hai làm gì với cái thực đơn vậy? Trời, ngồi giảm giá 20% nữa coi lòi ra con số bao nhiêu, hiểu không? Giảm nữa hả? Ừ. Trời ơi, đẹp quá hả? Dạ chào anh. Chào anh. Được rồi, xin chào bốn người đẹp. Ý Lộc, ba người đẹp với một người độc. Dạ cho em hỏi, em thấy phải ở đây có chương trình ăn Tết biệt vườn đúng không ạ? Có, ở bên kia kìa. Ở đâu anh? Ở bên kia là ăn Tết biệt thứ. Đúng rồi, ở bên kia là ăn Tết biệt thứ. Còn ở đây là một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời. Một cái khu nghỉ dưỡng mà lâu đời nhất ở cái khu này luôn. Ủa vậy là lộn rồi. Tại vì tụi em muốn tham gia chương trình ăn Tết miệt vườn nên về đây trải nghiệm. Cho em hỏi khu du lịch ăn Tết miệt vườn ở đâu vậy? Nói chung là các em không biết thôi. Ăn Tết là ăn ở đâu cũng vậy thôi. Mà đặc biệt là ở đây nè, là cái khu nghỉ dưỡng của tụi anh là lâu đời nhất. Mà có những cái gói dịch vụ coi như là sạch điều nhất, tuyệt vời nhất. Anh hứa luôn, toàn là những khuôn mặt dễ thương, khả ái. Nói chung là anh sẽ giảm 20% trọn gói trong chuyến đi này của các bạn, có hiểu không? Được á. Vậy giờ tụi em lấy một phòng đơn với một phòng đôi. Không có được. Tụi tôi sẽ lấy một phòng hai giường, tụi tôi ở chung. Dạ. Trời ơi, lấy dầu cho mấy giật đồ má ơi. Chẳng quên. Vô đi. Em á, làm phái anh rồi đó nha. Cái tóc dài. Nhanh đi. Anh Hai, hổm rài khách nào vô, anh không giảm giá trơn. Cứ giảm về hoài, hết giảm phòng tới giảm đồ ăn. Giảm về hoài. Trời ơi, nhức đầu lắm, mày hiểu không? Biết là vậy, cũng biết là vậy. Nói chung là lấy ngắn nuôi dài, mày yên tâm. Mày sao anh Hai trả lương cho mày là được rồi, hiểu không? Phải lấy ngắn nuôi dài. Với anh Hai nói mày nghe nè. Bây giờ khách biết tụi nó quá nhiều rồi. Mình phải làm đủ chiêu, giảm giá ở đây để kéo khách, mày hiểu không? Công chuyện bên đó giờ sao rồi? Trời ơi, Tào Tháo rượt chạy bán mạng, làm la liệt hết trơn luôn rồi này. Bán mạng thôi nghe, chứ an mạng là mệt đó. Em bỏ có chút xíu à. Chủ yếu là cho khách nó tởn, để nó đồn là đồ ăn bên đó không có vệ sinh an toàn thực phẩm. Nó nghe nè, làm gì làm nha, làm kỹ kỹ thôi, bể ra là mệt. Trời ơi, anh Hai yên tâm, em làm êm lắm. Trời ơi, em là học chiêu của anh Hai, nằm lòng luôn nè. Mình ném cục đá, mình giấu cái tay. Ném đá giấu tay. Giỏi, mày làm rất là tốt. Dạ nè. Nói chung là để tụi nó làm sơ sơ nếm mùi là được rồi. Dạ. Tụi nó bây giờ chắc sợ xanh mặt rồi anh Hai ơi. Trời ơi, sao mà cạnh tranh với anh Hai hổ nổi. Phải vậy chứ, phải tìm nhiều cách vô. Dạ, tao mới dạy có một chiêu mà tụi bay tận dụng được rồi đó. Dạ. Chiêu vừa rồi là ném đá vô tay phải không? Đúng rồi. Vậy bữa dạy cho chiêu nữa nè. Thôi, chiêu gì nữa anh Hai? Gấp lửa bỏ tay người. Ghê chưa? Anh Hai hay quá. Vậy để em lấy cái bếp lửa ra. Anh Hai gấp cục than, anh Hai bỏ tay anh Hai thử nha. Anh Bảo ơi. Anh Bảo ơi. Trời, anh Bảo. Sao vậy anh Bảo? Anh Bảo ơi. Bảo ơi, bà làm sao vậy anh Bảo? Ơi. Đừng làm em sợ vậy anh Bảo. Anh Bảo ơi. Hay là mình đưa anh đi cấp cứu đi. Đi. Anh đừng làm em sợ vậy anh Bảo ơi. Đi. Dạ, ở đây nè ông. Bảo có sao không Bảo? Sao tay lạnh ngắt vậy nè? Đừng đi cấp cứu đi. Đường Bảo đi bệnh viện đi Lân. Từ từ. Dạ. Cho nó uống thuốc này. Một viên thôi nghe con. Dạ. Rỡ đầu nó lên.
Ráng uống này anh Bảo ơi. Nước, 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 nước. Ráng đi anh. Ráng uống rồi. Trời, Bảo, có sao Bảo? Sao vậy Bảo? Nước sôi chưa má? Con pha trà gừng nè má. Đợi chút xíu đi con, đợi sôi chút đi. Tự nhiên á, khi không mất nửa con gà mà khách ăn vô ai cũng bị đau bụng. Có khi nào đồ ăn bị trúng độc không? Ủa, rồi mắt gì nhìn tôi bà già? Ý cha, thôi thôi, đừng có nói nữa. Nước sôi rồi nè, đó, đem lên cho khách uống đi. Còn nóng á, uống cho ấm bụng, đừng có cãi nhau nữa. Lại lên đi. Dạ. Vậy là ổn rồi đó. Lát nữa con pha thêm trà gừng cho nó uống. Đi dạ. Ra ngoài cho nó nghỉ đi tụi con. Dạ. Thuốc của ông hay thiệt á. Ông mua hay là thuốc gia truyền vậy ông? Triệu chứng này á, giống như là bị ngộ độc. Con lấy mẫu đồ ăn đi kiểm định lại đi. Dạ. Vậy để bây giờ con lấy mẫu đồ ăn đi xét nghiệm thử. Ừ. Còn anh Điền, anh về lo dàn xếp khách khứa bên nhà anh đi. Ừ. Con đi nha ông. Ừ. Ngộ độc hả ông? Con có gây thù chuốc quán với ai không? Sao cô ở đây vậy? Tôi đã nói là muốn một mình mà. Anh có biết là anh suýt chết không? Trước sau gì vẫn chết. Tôi không cần ai canh hết á. Vậy tại sao lúc đó anh cứu tôi? Tôi đâu cần anh cứu. Lúc đó sao không để tôi chết quách cho rồi đi? Lúc cứu tôi đâu có biết cô muốn chết. Nay mai trước khi cứu ai thì hãy hỏi ý kiến người ta, coi người ta có muốn sống tiếp hay không thể cứu nha. Chứ không lại bị người ta nói là lo chuyện bao đồng đó. Coi như là tôi với anh không ai nợ ai ơn cứu mạng nữa nha. Muốn chết tôi không có cản, còn đói bụng thì cháu đó, chết sao cũng được, đừng để chết đói, kỳ lắm. Chết mà sợ đói. Mày chứ không ai hết á. Mày làm gì với đồ ăn của khách hả? Mày giúp ông hai hổ đúng không? Bà đừng có vu oan cho tôi. Bà có bắt tận tay dây tận mặt tôi không mà bà đổ thừa? Nếu mà bắt tận tay dây tận mặt á thì tao không có đứng nói chuyện nhỏ nhẹ với mày vậy đâu. Tao á, tao tao sao? Tao sao hả? Muốn sang lên bạn vậy á hả? Nè, tôi nói cho bà nghe, bà có làm cái gì á thì bà cũng là con mẹ bán cáo ngoài chợ thôi, biết chưa? Bà càng làm dữ á thì bà càng làm cho chồng bà ngán bà tới cần cổ nè. Mày mày nói em nè, không có nói em tới cần cổ. Mừng hả? Mừng, mừng, mừng ra, mừng lại. Hai người làm gì vậy? Có sao không em? Mừng làm gì vậy? Còn mày đặt khóc nữa hả? Hồi nãy hung dữ lắm mà, sao giờ tự nhiên hiền quá vậy? Nè, bà thôi đi. Rồi bên bà biết ai làm chưa hả? Biết chính xác là loại độc gì chưa? Chưa. Nhưng mà đang đi kiểm nghiệm rồi.
mà tao nói nó chứ không ai hết á. Thôi đi, mày về lo cho khách đi hả? Chưa có bằng chứng gì hết mà nói người ta vậy đó. Mày coi chừng tao. Thôi về giùm cái đi. Lẹ đi. Em có sao không? Em không sao. Nhưng mà em bị nghi quan nên là em hơi ức. Thôi không có sao đâu. Ủa, có chuyện gì vậy? Hả? À, thì mừng đó. Mày về nói là vợ của mày đi, có vụ ngộ độc. Mọi chuyện hiện tại chưa rõ ràng gì hết. Mày vào vô đánh người ta rồi. Cái gì? Ủa, Mận đánh em hả? Dạ, chị nghi em á là bỏ độc vô đồ ăn của khách. Thiệt tình. Em thông cảm nha. Để anh về nói lại với Mừng. Em bỏ qua đi. Em biết tính Mừng nó nóng, chứ nào giờ nó có dám làm gì ai đâu. Dạ. Nè. Ừ? Mày lo cho Trang đi. Để tao về coi tình hình của khách sao. Thôi về đi. Ừ. Thôi bây giờ á, em cứ về nhà trước đi. Khi nào mọi chuyện sáng tỏ rõ ràng hết thì quay trở lại làm hả? Dạ. Không ngờ anh quan tâm em tới như vậy. Em cảm ơn anh nha. Có gì đâu. Trang à, em sao vậy? Trang à, Trang. Dạ. Em có sao không? Trang. Trang à, em sao vậy? Sao nè, Trang à, Trang bị sao vậy? Ủa, mày chóng mặt quá. Anh, hay là anh đưa bé Trang vô nhà em đi. Có gì em pha cho bé Trang ly nước chanh uống cho đỡ. Ừ, thôi qua chỗ chị Mai đi ha. Dạ. Không hiểu sao lại xảy ra cái chuyện đó nữa. Cũng hên á, là không ai bị nặng á. Trước mắt á, mọi người không sao là em an tâm rồi. Nhưng mà vợ sao? Thì Điền cũng năn nỉ mọi người gãy lưỡi rồi đó. Nhưng mà mọi người biểu Điền á là phải có câu trả lời xác đáng thì mọi người mới chấp nhận bỏ qua được. Thì em cũng đang tìm nguyên Mai nhân. Hả? Ra đây tôi chỉ cho coi cái này nè. Chuyện gì nữa? Gì vậy chị? Đi. Nè, hai người nhìn đi. Ủa, chuyện này là sao vậy em? Ai ăn mà bỏ đây vậy? Lúc mà tôi dọn món á là tôi thấy nghi nghi rồi. Rõ ràng là tôi trộn hai dĩa. Vậy mà ổng đem lên có một dĩa. Lúc đầu á tôi còn nghĩ là ổng ăn vụng. Bây giờ ra đây thấy cái này rồi nên tôi khẳng định là có người phá mình. Nhưng mà ai ăn? Ủa, nếu mà ăn rồi thì sao vẫn bình thường vậy? Còn đồ ăn trong đó thì khách ăn bị ngộ độc. Chuyện này thấy kỳ kỳ rồi nha. Vậy là có người phá mình thiệt rồi. Mình phải báo công an thôi. Khoan đã. Tại sao? Đừng báo công an, rầy rà lắm. Vậy thì mình phải cho cái kẻ này biết á là mình đã biết hết rồi. Mình phải giữ nó ra cho bằng được. Khó rồi nha. Khó thì nhất định cũng phải làm. Trước mắt á thì chờ cái mẫu kiểm định về đi đã, rồi tính tiếp. Cái chỗ này đã bán thuốc hay lắm. Chị về chị uống đi. Rồi lát nữa về á, tôi pha cho chị miếng trà gừng nóng, uống cái ấm bụng hết liền hà. Vậy tốt quá. Tôi xuống đây có một mình à, mà nếu không có chị giúp đỡ tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm nha. Trời ơi, chị em với nhau không à. Cảm ơn gì không biết nữa. Dạ à... Mẹ nè con. Mẹ sao rồi mẹ? Quán đông khách quá nên bây giờ con mới rảnh con điện cho mẹ nè. Hôm qua mẹ bị ngộ độc thức ăn. Mẹ thấy trong người sao rồi? Ổn không mẹ? Ma là cũng nhẹ thôi. Bây giờ mẹ khỏe nhiều rồi. Nhưng mà cái tour ở dưới làm ăn gì thấy ghê quá vậy mẹ. Bây giờ con đặt xe con đó mẹ về liền nha. Chứ bây giờ quán con đông mà con lu bu lắm con không có rước mẹ về được. Thôi khỏi đi. Chị Lê ơi, vô tính tiền cho khách nè chị. Chị vô liền. Con gái chị đó hả? Ừ. Trời ơi, chị giận chi không biết nữa. Nó lo cho chị mà. Con cái suốt đời mình ở như vậy lo cho nó. Bây giờ nó đối xử với mình như vậy đó. Hơn chút ra cái là công chuyện. Hơn chút cái công chuyện. Chị vẫn ổn, không có sao hết mà. Nhưng mà Tết nhất tôi tuổi có một mình à. Không nói sao được. Thôi mà chị. Anh à,
anh đi chậm lại. Cô Loan. Nè, từ từ. Ủa? Thôi anh. Ông Định kìa chị. Tôi định qua nhà cô Bảy để thăm cô, mà gặp cô ở đây tôi mừng quá. Cô thấy trong người cô sao rồi? Có cần tôi giúp gì không? À, tôi khỏe rồi, cảm ơn anh. Phiền anh. Nói rồi mà không có tin. Bà khỏe re hả? Ừ, thấy không? Thôi giờ biết ta khỏe rồi thì đi về đi. Đi về. Mới đó mà thân tình dữ ghê ha. Bệnh tim nặng lắm á. Bây giờ ổng giống như là đồ cổ dễ vỡ, nên tôi đi theo tôi canh chừng ổng. Cô khỏe là tôi yên tâm rồi. Bảy ơi, trăm sự nhờ Bảy nha Bảy. Dạ dạ được mà, không có sao đâu. Tôi đi nhà lâu. Ừ, chị giữ gìn sức khỏe nha. Trời ơi, bà không có sao mà, yên tâm đi ha. Ừ, tôi đỡ cho. Từ từ. Ừ, đi từ từ thôi. Già rồi mà còn đeo dính nữa. Ta bệnh mà. Nè, mà chị có hay nghe kinh không vậy? Nhức đầu lắm, tôi không có tin dị đoan. Không phải dị đoan, mà mình nghe kinh á, để cho đầu óc mình nó nhẹ nhàng, thảnh thơi á. Chị mà như tôi á, chị thử nghe đi, có nhẹ không? Thôi, về nhà cho nó nhẹ ha, đi. Thôi mà. Chồng uống miếng đi. Không nổi. Sao vậy? Uống miếng đi mà. Thôi, đủ rồi. Chồng bị có chút xíu à. Làm lố quá à. Chồng phải làm như vậy, vợ mới chịu đi về chứ. Là nãy giờ chồng giả bộ hả? Không, cái này đau thiệt. Nhưng mà chồng cho nó ố về lên chút xíu thôi. Trời, chồng hay quá ha. Ô về vậy là đỡ rồi đúng không? Chồng hết đau rồi đúng không? Chồng, nhưng mà vẫn đau. Hiểu không? Chồng khó nói lắm. Giờ chồng nói vợ nghe nè, thật sự là vợ không chịu về, vợ cứ đòi ở đây. Bộ vợ muốn á hả? Chồng bị người ta hãm hại cho tới chết mới chịu hả? Không có chết đâu. Chồng cũng bị nhẹ mà. Vợ cũng hết rồi. Bây giờ chồng ngồi dậy đi. Đi ra ngoài dẫn con Bo đi chơi kìa. Biết bữa giờ hả? Nó đòi chơi iPad lại rồi đó. Chồng phải dẫn con đi chơi, đi thả diều, đi bắt dế cho biết với người ta chứ. Nhưng mà cái vấn đề là gì vợ biết không? Sao? Vợ không nghe hả? Trong cái chuyện này là có người rắp tâm hãm hại. Để dằn mặt nhau, chúng ta là những con mồi. Nếu mà nó làm một lần nữa thì sao? Thì vợ thấy vậy cũng hay bộ. Còn hơn á là vệ sinh an toàn thực phẩm của họ kém. Cho dù có chơi xỏ á thì người ta cũng dám làm lại đâu. Công an mà vô cuộc một cái hả là lộ tẩy hết. Nghe cô Mai năn nỉ á thấy cũng tội. Chồng cứ bình tĩnh trước đi. Thôi được rồi, mong là sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Ừ. Có lần nữa giá nào là cũng phải đi về nghe. Dạ biết rồi, nếu mà bị thêm lần nữa thì bị lần nữa hả? Ê, không có, vợ nói nếu thôi. Bị thì đi về được chưa? Nè, uống miếng nước gừng cho đỡ. Anh Long, em phải làm sao để chị mừng tin em đây? Tội nghiệp con nhỏ, có mừng thiệt tình, người ta dễ thương vậy mà nó nghi người ta đầu độc. Bác. Ừ? Nếu mà con vừa đẹp người và dễ thương như vậy, anh Long mảnh thương con, bác có chịu không? Hả? Phải chi mà bác chưa có con dâu á là bác chịu con liền. Đằng này nó rảnh qua chơi với bác tám ngang. Nếu mà làm con dâu không được á thì làm con gái. Ừ? Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào bác Tám. Ừ, công chuyện tới đâu rồi tụi con? Dạ, tụi con mới làm việc ở dưới xã xong. Giờ thì cũng tạm ổn rồi má. Tụi con mới đi nộp hai mẫu thức ăn lên cho xã, đang chờ kết quả. Ồ, vậy hả con? Con cũng mong mọi chuyện suôn sẻ và ổn thỏa, để khách ăn Tết vui vẻ. Ờ, thôi được rồi, bác Tám lo cho tụi bay muốn chết luôn vậy đó. Nè, dạ. Ngày mai cuốn ông táo rồi đỡ nghe. Dạ, con biết rồi bác Tám. Bác Tám cứ yên tâm đi, con đã lên kế hoạch đâu ra đó hết rồi. Ngày mai làm cái lễ cúng ông táo cho đàng hoàng. Anh mai mình đi thả cá nha. Anh Long, ra ngoài nói chuyện với em chút. Dạ.
Người đẹp. Gì vậy? Mấy nay làm lơ anh hay sao vậy? Không thấy qua bển chơi gì hết trơn à. Cái chuyện đó phải mấy ông làm không? Ê, mà vụ gì? Ông đừng có giả bộ nữa. Mấy ông làm vậy á là thất đức lắm đó. Không có đâu, tôi không biết gì hết trơn á. Thôi, mai qua bên nhà anh hai chơi đi. Mai bển của ông Táo vui lắm. Không có rảnh. Bên đây á, người ta cũng tổ chức cho khách, thả cá chép, đủ thứ hoạt động hết. Rảnh đâu mà qua bên ông. Bên bển cũng cúng ông Táo. Mà cúng ông Táo là phải thả cá chép. Mà thả cá chép là phải ra sông. Anh hai ơi, anh hai, anh hai ơi. May mắn thật, sông vẫn bên lỡ bên bồi, mà góc này á vẫn không có gì thay đổi. Em muốn nói cái gì thì em cứ nói thẳng đi. Em muốn nói là mong tình cảm của tụi mình không bao giờ thay đổi. Muốn không thay đổi thì phải có sự đồng thuận với hai phía. Nếu như một người cứ khăng khăng làm theo ý của mình thì dần dần sẽ có rạn nứt thôi. Em hy vọng mình vẫn dành cho nhau sự tin tưởng, cho dù có chuyện gì cũng đừng tạo cơ hội cho người khác xen vào. Em cũng mong anh thông cảm cho em. Những việc em làm hoàn toàn không vì lợi ích của riêng em đâu. Cái gì? Ý của em là em vì anh mới làm chuyện này hả? Nếu như vậy, anh không cần em vì anh làm những việc này. Anh vốn không có ý định làm nghề này. Anh à, hay là từ nay tới Tết mình đừng bàn việc này nữa được không? Mỗi lần đi với nhau á, mình nói chuyện vui thôi. Em làm với người yêu cũ của em mà em đòi anh vui hả? Anh Long. Có ăn gì không? Tôi đi hâm cho. Thôi, tôi đang mệt trong người nên không muốn ăn. Đủ thứ chuyện. Mai là mới làm, chứ làm lâu ngày không biết sao luôn á. Mà tôi không đánh nhỏ đó nha. Tôi biết mà. Sao biết? Trời ơi, người tôi thương thì tôi phải hiểu tính người tôi thương chứ sao. Lâu lắm rồi mới nói được câu nghe được á. À, mà nói nghe nè, để con Trang nghỉ làm đi, chứ hôm nay mai có chuyện nữa cho coi. Thôi, giờ người ta đang chịu làm mà, cứ để thư thư đi. Nè, mình cứ lo nấu nướng đi, còn mấy cái chuyện khác á thì cứ để tôi lo nha. Phải rồi, giờ tôi có ra trăm gram nào nữa đâu. Khách ông nói á, nhìn tôi như con ở vậy á. Dễ gì, tôi thương mừng quá trời luôn á. Ở đâu ra con ở? Đi à? Ủa, đi đâu vậy? Vậy? Đi đâu để tôi chở đi? Đi không đồ ăn trong chứ đi đâu. Mai xin lỗi. Mai, Mai suy nghĩ kỹ rồi. Mai thấy tình cảm của Mai dành cho Điền chỉ là tình bạn thôi, không phải tình yêu. Không sao đâu, Mai nói đúng mà. Long vừa bản lĩnh vừa dỗ dàng quyết đoán Điền nhiều. Bộ Điền biết rồi hả? Điền hiểu mà. Thằng Long nó lo cho Mai tốt hơn Điền nhiều. Điền biết tính của Mai rất là mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vào ai hết. Mai mong là tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau nha. Chắc chắn rồi. Cho dù với ai đi nữa, lúc nào Điền cũng mong Mai hạnh phúc mà. Ông Điền ơi. Gì vậy? Xuống cơm. À, đó, mày thấy chưa?
Bây giờ chỗ đó có một chút danh tiếng rồi đó. Bây giờ ha, tao chạy đi coi coi nó tổ chức cho khách thả cá chép ở đâu. Chi vậy anh hai? Trời ơi, còn chi nữa. Tao làm cho nó tai tiếng, cho nó dẹp luôn. Chứ để mà tao nói sàng quần hoài mệt lắm, hiểu không? Tiếc quá, hôm qua không quay được cái cảnh mà khách bị trúng thực. Em mà quay được hả, tai tiếng chết nó luôn. Thôi bạn của ông ơi, ông Toàn nhắc lại mấy cái chuyện đã rồi không à. Bây giờ lẹ đi, bây giờ mình quay cái cảnh mà khách mà té xong nè, té nước nè, đuối nước nè, là lúc đó là nó hoành tráng hơn vụ kia rồi, hiểu không? Đó. Rồi rồi mày bàn xong ha, mày quay xong rồi mày quay được cái đó ha, xong rồi mày chạy lên xã mày báo cho ông nhân xuống lập biên bản liền, sau đó mày tung lên, hiểu không? Dạ hiểu rồi. Đó, mày hiểu, mày chạy đi nè, chạy nhanh lên, chạy sao bạn hồi mày thấy cái giò mày nằm đây nè. Ủa là sao anh hai? Là chạy dắt giò lên cổ, hiểu không? Lẹ lên. Đó, chạy dắt giò lên cổ cho tao. Dám đấu với hai hổ hả con? Tao là chú của mày nghe điện, dám đấu với tao hả? Đấu với hai hổ là đụng vô lò thuốc nổ đó. Dạ thưa tất cả mọi người, ngày hôm qua thì chúng ta đã cùng nhau đi lặt lá mai rồi. Đến đúng mùng 1 thì mọi người sẽ được nhìn thấy những thành quả lao động của mình. Còn bây giờ thì con xin thông báo cái chương trình từ đây cho tới lúc cúng ông Táo. Còn chưa đầy một tuần nữa là mỗi ngày á, là gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm các lò bánh mứt nè, xem người dân người ta làm bánh phồng nè, tham quan các vườn trái cây, rồi tham quan vườn hoa nè, ruộng dưa nè, vân vân, để mọi người thấy và hiểu được cái không khí đón Tết ở dưới quê là như thế nào. Xen kẽ đó chúng ta có các cuộc thi hái dừa, rồi đi vòng vòng tham quan bà con trong xóm, xem bà con trong xóm xin mứt nè, rồi phụ bà con trang trí nhà cửa đón Tết. Tới nữa chúng ta sẽ tắt đìa bắt cá để làm cá nướng. Mọi người thấy được không ạ? Được. Dạ được. Được. Được ăn cá nướng nè con trai. Dạ. Nắng quá chặt dừa uống đi. Dạ được chứ chú. Trung lên vô chặt dừa mời mọi người uống. Dạ có liền. Dạ. Một quay dừa cho mọi người. Dạ lên. Chị hai đi với em không? Mời mọi người uống trà ăn bánh à. Dạ. Ừ con. Dạ con một chút nha. Nhanh nhanh nha con. Dạ. Ăn cái này cũng mập mà. Kính chào quý vị. Và bây giờ thì Trung sẽ dẫn đoàn du khách dễ thương của tour du lịch ăn Tết miệt vườn tới với một địa điểm tham quan rất là nổi tiếng tại đây. Đó là một nơi chuyên làm bánh phồng lâu đời và truyền thống. Mời mọi người cùng theo Trung và đoàn du khách ngày hôm nay nha. Dạ mời. Rồi, chào cả nhà. Đây đây, vô trong đây nè mọi người ơi.
Ba, sao ba phải qua tới bển thăm cổ chi vậy? Nguyên một ngày ba phải gian nắng thăm hỏi thông tin về thầy. Con ở nhà con hồi hộp muốn chết mà ba còn đi qua tới bển. Người ta đi tour, người ta có người lo chứ ba lo làm chi? Đành rằng là vậy, nhưng mà mình cùng đi chung. Thấy con lon lủi thủi một mình thì ba quan tâm hỏi thăm vậy thôi. Em dạ, em đừng có lo. Hồng ấy chị đi theo ba, rồi chị chăm sóc cho ổng. Trời ơi, đâu có được Tám. Tám cũng đâu có khỏe lắm đâu. Chân của Tám còn đang bị thương á. Đi một xíu, lỡ nó trật, rồi Tám có gì, ai lo cho Tám đúng không? Con gái của anh nói cũng đúng đó. Thôi bớt điền cái đi ha. Anh đi ra ngoài rủi có gì tụi nhỏ nó lo đó. À, nè, lối xóm này tôi quen biết nhiều lắm. Nếu mà tìm được thông tin gì của thầy anh á, tôi báo cho anh biết liền, được không? Quá hợp lý luôn đó ba. Cảm ơn cô Tám. Tôi cũng ráng đi qua bên kia sông thử coi. Nghe nói có người bạn cũ bên bển. Ba à, con đừng có lo, cho ba mượn chồng của con một bữa nha. Vậy thì được. Chào cô. Anh đi cẩn thận nha. Mà phải đi với chồng con á nghe. Em thấy cái bà Lon này cứ chàng ràng trước mặt ba em á, làm em khó chịu ghê luôn á chị. Chắc là thấy ba em là Việt Kiều, định nhảy vào, muốn đi đó chị. Trời đất ơi, cái tuổi này hả, phải biết an phận thủ thường chứ. Bà đặt đèo bồng chi, mất mệt. Chị bổ sung nghe. Dạ sao chị? Thí dụ đi. Dạ. Thí dụ thôi. Dạ. Nếu có người trạc tuổi giống như người ta vậy đó, có nhà cửa nè, rồi có giường tược nè, với rồi cơ ngơi vững chắc. Muốn rước ba em về làm bạn, em có chịu không? Chịu chứ chị. Quá chịu luôn á. Hay mà, cái đó là tuyệt vời rồi. Còn gì phải suy nghĩ nữa. Anh Định ơi. Anh Định ơi, anh có nhà không ạ? Dạ chị. Chào chị Tám. Chào Ngọc. Chị đem gì qua vậy? Dạ tôi có nấu miếng súp cho anh Định tẩm bổ. Dạ. Hả? Chị, ba em đi mất rồi, ba em không ăn đâu. Với lại cái món này là ba em ghét nhất á. Chị biết sao không? Tại vì súp á, nó mở màng này kia, không có tốt cho tim mạch. Mà ba của em bị tim, không, ăn cái này vô hả, nguy hiểm lắm à. Với lại chị biết sao không? Thầy thuốc dặn này nọ rồi, có gì ăn uống phải thông qua em. Chứ chị đừng có tự ý nấu này kia, lỡ có gì hen, không có chịu trách nhiệm nổi đâu à nghe. Chị ngồi chơi uống nước trà nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ thôi xin phép chị Tám tôi về. Chào chị. Dạ. Coi bộ cô cũng sâu đậm dữ ha. Tám. Tám yên tâm đi. Miễn còn có em ở đây là ba của em không bao giờ được húp súp. Mà chỉ ăn gỏi của Tám thôi. Yên tâm nha. Trời ơi, chị ơi, chị ơi, chị sao vậy chị? Chị có sao không chị? Hả? Chị có sao không vậy? Tôi vô xóm mà về tới đây mệt quá. Trời ơi, bộ chị có bệnh trong người hả? Tôi bệnh tim mà, lâu rồi. Trời, sao chị không để cho con Mừng nó đi? Chị phải kêu nó dành thời gian để lo cho chị nữa chứ.
Thôi để tôi kêu nó về để nó lo cho chị thôi nha. Thôi khỏi, nó công chuyện đăng đăng đê đê hả, kêu tới phiền lắm. Mình mang nặng đẻ đau, con nó lớn giờ nó phải lo cho mình chứ. Chị thì giỏi giang, chị nuôi con ăn học tới nơi tới chốn thì dễ. Chứ tôi nghèo, con Mừng nó phải nghỉ học từ hồi sớm lận. Nó cực khổ trăm bề với tôi mà. Với lại bây giờ bên đàn trai người ta học hành tới nơi tới chốn, mà nhà khá giả nữa. Rồi lối sớm họ nói vô nói ra, nói không xứng nội này nọ, cũng tội nó. Bởi vậy tôi không muốn nó lo phiền gì tôi nữa. Nó phải lo cho chị trước. Cha mẹ giàu hay nghèo gì thì con cái cũng phải nợ cái ơn sinh thành dưỡng dục, chị hiểu không? Biết vậy chứ, nhưng mà mình tới tuổi này rồi thì phải tự lo cho mình là tốt nhất, tránh làm phiền con cái. Thì cũng biết vậy, nhưng thấy chị có lo nổi đâu. Bữa nay nếu không gặp tôi á thì chị chết rồi sao? Trời ơi, tôi sống vậy là đủ rồi, giờ có chết liền cũng đâu có tiếc gì đâu. Tới tuổi thì chết chứ sống dai làm chi. Đâu có gì đâu à. Thôi, để tôi đưa chị về. Cảm ơn chị. Đi, từ từ thôi nha. Con dạ lựa đi con, hàng cô mới lấy về đẹp không à. Lấy với con bộ này hả? Dạ. Ừ, lấy với con bộ này luôn đi cô. Bộ này đẹp nhất giờ đó, có 250 bộ à, lấy đi con. 250? Ừ đúng rồi con, 250 một bộ. Ừ, tức là hai bộ là trời nửa triệu hả? Có nhiều đâu, mua đi, không mua là chồng bỏ đó. Thôi, 3 năm nay con có mua bộ nào đâu, mà cũng đâu có mất, đứng yên đó à. Lấy con coi bộ này đi. À cái quần này hả con, quần mới về đẹp lắm đó con. Cái này luôn. Cái quần này hả, cái quần này màu cánh sen. Dáng của con á, mặc quần này rất là đẹp đó. Rồi, kỳ này bấm bụng, lấy hết như đây luôn. Lấy hết luôn hả con? Mà bảy biết chỗ nào bán son phấn không? Kế bên bảy nè con. Bên đó bán uy tín không? Xài có bị nổi mụn không? Ừ, uy tín lắm, bên đó bán được mà. Tiệm quen, con yên tâm đi. Để con qua lựa cây son. Ừ. Còn cái này có gói lại tính tiền giùm con nha. Lát con qua con lấy. Ừ, để bảy bỏ bao. Trời đất ơi, con này nó làm gì mà thẫn thờ dữ vậy? Mà còn ăn chua thấy sợ nữa. Khó hiểu quá. Có quà cho mấy người nè Mừng. Gì vậy? Đây. Ôi. Trời, ôi thiệt cái tình luôn. Bộ mới ăn mì cay 7 cấp độ cắn chất hiểm hay sao mà cái môi đỏ thè lè vậy? Trên mạng nói á, cái môi phải hả, sưng sưng lem lem gì nè, nó mới hấp dẫn. Hấp dẫn là phải lem lem. À, bởi vậy người ta hay có câu mà lem là từ đây đó hả? Mệt quá, gì vậy?
chăn ra nệm gói cũ của khách, đem qua cho mấy người tranh thủ giặt rồi hấp cho khách, nghe chưa? Rồi, để đây đi, chút tôi giặt. Mà đi qua mấy nhà kia coi có còn gì, đem hết cho tôi nha. Ừ. Khách đợt này phải chăm sóc thiệt là tận tình. Thành bại hay không là nhờ vào cái tour đầu tiên này thôi đó. Yên tâm đi, khách hàng là mình chăm sóc hết mình, chứ đừng có đem bờ môi này cho khách coi, khách hết hồn á. Ông kỳ quá. Cái bờ môi gì mà. Thôi, tranh thủ, mình đi. Qua bệnh trước đi, hồi tôi qua sao? Nãy giờ đi chung rất là vui luôn á, sao tự nhiên tách biệt đi riêng vậy? Không có hề vui luôn á, tôi thích vậy đó, được không? Thích thì chiều, nhưng mà tranh thủ nha. Đừng để tôi một mình, tôi sợ cô đơn lắm. Kệ ông chứ, phiền quá. Tôi đi à. Tôi đi nha. Ừ. Ở đây chi vậy? Nó nghe nè, ai chỉ bà là cái môi như vậy vậy? Hả? Làm cái gì mà cái môi đã dày rồi mà làm cho nó thừ lừ thè lè ra vậy? Để tôi dạy bà cho, tôi chỉ cho. Tôi thấy đẹp mà. Không hề đẹp luôn đó bà. Đây nè, đánh bờ môi gì như bờ biển vậy đó. Bôi bớt đi. Bôi hết luôn hả? Bà ngồi yên đi để tôi làm. Tôi muốn ngồi một mình. Tôi cũng vậy. Anh đang làm phiền tôi đó. Cô muốn ngồi một mình đúng không? Quay lưng lại. Đó, cảm nhận một mình chưa? Anh đang gặp chuyện gì vậy? Đổ nợ, thất tình, hay là muốn chết? Đại loại là vậy. Thật ra anh cũng chỉ còn một lựa chọn. Cũng hay, có một thì cứ vậy mà chọn thôi. Nhiều lựa chọn quá mới khó. Như tôi nè, có tới 3 lựa chọn mà không chọn được cái nào hết. Anh nhìn cái gì? Anh không có hiểu đâu. Cũng đừng có hỏi nữa. Tôi đâu có định hỏi. Vậy anh chết được rồi đó. Hả? Cô nói vậy là sao? Anh không có vướng bận gì hết. Chết khỏi buồn. Ai như tôi có chết cũng không xong, mà còn bị giành chỗ nữa. Trời, chết mà còn đem theo đồ ăn, bộ sợ làm ba đói hả? Đó, rồi, xinh rồi đó. Thấy chưa? Bà ta nói mai mốt mà làm đẹp á thì kiếm tôi. Đẹp rồi đó, về nghe. Cảm ơn nghe. Mình nè. Làm gì làm á chứ chuyện hôm bữa tôi chưa bỏ qua đâu nghe. Bà giỏi á thì bà đi kiếm chứng cứ đi. Làm như tôi sợ bà chắc. Nhỏ này, cái tướng đi cũng thấy ghét. Con lo đi mua đồ cúng đi, với lại dặn cá để chuẩn bị cúng ông Táo nghe, hiểu không? Dạ, con biết rồi. Để con đi ra chợ, con mua liền rồi về thả cá phóng sinh luôn. Đẹp lắm phải không má? Biết mà, chị sao nổi. Xong chưa Mừng? Anh chở đi nè. Đi thôi. Trời ơi, làm cái gì mà cái môi thừa lừ như cục thịt bò vậy? Đẹp lắm phố hôn. Không quen. Thấy lạ quá. Từ từ rồi quen. Đi. Ừ ơi. Ủa,
cúng ký sao không ở nhà, qua bển chi nữa? Phải qua bển chứ anh. Mình cần coi bài biển sắp đặt sao sao nữa. Mình phải làm cho đẹp, mà đúng chất quê thì người ta mới thích. Điền thì lo tổng thể thôi, mừng thì nấu nướng. À, hay là anh qua chơi phụ em đi. Có anh đi, anh Điền vui lắm á. Anh không có hứng, hả? Bây giờ anh muốn em nghỉ ngơi, ở nhà ăn Tết với má và anh, được không? Sao em nghĩ được? Em đã hứa phụ rồi, bỏ bạn bè em vậy kỳ lắm. Anh, em xong việc rồi là em chạy về liền à. Anh ở nhà ăn cơm với má trước nha, đừng chờ em. Tối ngày cứ bạn bè không à. Riết rồi không biết anh là cái gì của em nữa. Em còn gì lời hứa của em nữa mà. Ủa? À, chị Mai. Em qua thay ra nệm cho nhà nè. Em là tiểu thư, làm ba cái này chia cho khổ vậy nè. Có khổ gì đâu, em thích mà, với lại được qua nhà anh là em vui rồi. Mừng mấy nay có làm khó dễ gì em không? Dạ không. Trang. Dạ. Có gì em làm ở đây xong hết rồi, em qua bển phụ chiên bánh phồng tôm nha. Dạ. Thôi anh chị ngồi uống nước nha, em vô ha. Bé Tư ơi. Dạ. Cho anh dĩa thịt bò, dĩa trái cây với chai rượu rồi chơi nha. Dạ, có liền. Công nhận con Mai, con dâu tương lai nhà chị á, nó hay ghê á. Đúng rồi, con Mai nó giỏi lắm. Nãy nó thấy con nhỏ gì đẹp đẹp mà đeo trang sức nhiều á chị. Ờ. Đứng dẻo thả thính thằng Long. Vậy mà nó tính bơ à. Đã vậy còn nói chuyện ngọt ngào nữa. Ơi, ông bà người ta nói đúng. Những người học cao hiểu rộng á mới cư xử được vậy. Chứ còn mà học ít nữa hả, coi như là có công chuyện liền á chị. Thiệt ra cũng phải êm hết đâu. Ừ? Có học thì nó có chuyện theo kiểu có học. Ừ? Làm sao chị? Chuyện gì? Em thấy hai đứa yên ấm lắm mà. Thiệt ra thằng con tôi nó đóng cửa công ty rồi. Hả? Con nhỏ này á, nó muốn phụ thằng Long một tay, cho nên nó mới nhào vô cái vụ homestay nè. À. Cho nên thằng con tôi nó sĩ diện, nó muốn dẹp cái công chuyện của con này mà nó không nói được. Tụi nó đang học hoạch đó chứ. Ừ, vậy hả chị? Ừ. Nhưng mà dù sao á, em thấy có học mới cư xử được vậy. Gặp cái đứa không học á, dám gãy luôn à. Đúng không chị? Cũng tùy đứa thôi em. Ừ. Nhưng bé Mừng nè, ừ, là má thằng Điền chấm nó đó. À. Con bé học đâu có cao đâu, nó học giữa chừng nó nghỉ à. Nhưng mà con nhỏ đó rất lanh nha, mà lại biết điều nữa. Hai má con nhà nó quấn quýt y như là con gái với mẹ ruột vậy á. Thôi chị ơi, con mình học cao á mà rước đứa ít học về, sao sống chung với nhau được, đâu cùng tần số. Trời ơi, học thấp thì thấp, nhưng quan trọng là nó biết điều. Nó thương, nó lo cho con mình, vậy là được rồi. Em là em không chấp nhận rồi đó. Ừ? Mấy tầng nào phải gặp mấy tầng đó, khác tư duy, về sống với nhau không có bệnh đâu chị ơi. Ờ... Đổ vô. À. Ủa cô ơi, cô đang làm gì vậy cô? Cô đang bắt nhân. À. Cô gói bánh ít đó. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá vậy cô. Ngon quá. Con. Dạ. Chú đang nạo dừa. Dạ nhìn là biết rồi. Yêu nó mới quay mình chứ. Wow. Rồi đúng rồi. Đừng có sao rồi. Làm được không chú? Tụi con thấy chưa? Dạ. Xay gạo làm bánh cực lắm nghe tụi con. Ủa, chị cũng biết xay bột nữa hả? Trời đất ơi, tôi ở đây mà chị. Xin lỗi, tôi khách du lịch. Vợ tôi vô duyên quá trời. Cô cho con quay clip với. Nè, con quay kỹ cách làm bánh ít nha. Gạo nếp ngâm với nước nha. Ủa, phải ngâm qua đêm.
rồi xây thành bộ. Bà thấy còn làm cái tô ăn Tết Nhật Dương này hay đó. Dạ. Dạ. Giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc. Năm sau làm tiếp nha. Dạ. Dạ. Hay. Cái này kỳ á, tôi cần quê quê này dân ở đây. À, cái quê quê là ở đây. Tôi à, có dạ. Ngày hút chưa? Thấy mọi người làm ha. Má. Ừ? Má mỏi tay chưa? Ờ, cũng hơi mỏi rồi đó. Con làm cho. Thôi, biết gì đâu làm để má làm. Con bóp da mới nha. Ừ. Kệ đi, thêm thắt gì ở tính sao? Ai, mấy đứa. Dạ. Chú cắt nước quá, cho mấy chai dừa uống được không? Ủa, anh cắt nước phải không? Dạ chị. Được rồi, thôi bây giờ mọi người để tôi giặt nước dừa cho mọi người uống nha. Đợi tôi làm nước dừa uống nghe. Dạ. Đi vô phụ dạ, má con. Dạ. Dạ. Mọi người đợi tôi xíu nha. Dạ. Tội con mừng. Mẹ ruột thì bỏ bê lo chăm cho mẹ chồng, trong khi thằng Điền á, nó lại cặp kè với con Mai. Làm dâu mà phận thua kém, nó khổ nhiều thứ lắm. Thì được tiếng, quen người học cao, phải chịu. Thì má thằng Điền biết vậy mới bù đắp con dâu. Bởi vậy thằng kia muốn gì cũng đâu có dám. Thì khổ tâm. Thôi chuyện của người ta kể người ta đi. Im đi, biết gì nói. Thôi bà nói tiếp đi. Tôi cũng biết gì đâu nói. Bà rảnh quá. Lỡ làm đi, nhiều chuyện quá. Bà muốn nói gì bà nói con. Anh Long. Đâu đây? Em đem đồ ăn cho anh. Đây, bún xào chay nè, cánh gà chiên nước mắm nè. Gì vậy? Bún xào chay hả? Ừ. Đừng nói đồ cúng nha. Ừ. Thì đúng rồi, đồ cúng đó. Rồi đem đồ cúng ra đây làm chi? Thì đồ cúng, cúng xong thì trước sau gì người ta cũng ăn, cho nên mình ăn trước. Có sao đâu. Chứ anh uống mà anh không ăn, lát hồi anh xỉu đó. Ý em là sao hả? Ý em hả? Ý em là muốn cua anh đó. Anh thấy sao? Em tưởng là anh sai hả? Không có chuyện đó đâu. Anh về chi sớm vậy? Về anh sai rồi, đừng gì? Có về. Về. Thôi đừng có về mà. Anh ra coi. Anh lại đây với em đi. Về chứ làm gì? Anh Long, anh làm gì đây vậy? Em đi kiếm anh nãy giờ á. Còn bà nữa, bà làm gì vậy? Làm gì là làm gì? Ảnh đang cần điểm tựa, mà tôi là chỗ dựa tinh thần. Dựa tiếp đi anh. Anh sắp cưới vợ rồi đó, bà làm gì chàng đạt chứ mà anh vậy? Ủa sắp cưới vợ rồi sao? Cưới rồi còn không sợ? Ở đó mà sắp cưới. Ủa vậy giờ sắp cưới của anh ở đâu vậy? Để cho ảnh nhậu quá cần câu ở đây, trong khi vợ của ảnh lại đi tiếp người khác. Thì chắc nhà người ta đang có ẩn tình gì đó, kệ người ta đi. Nè, bà không có được thừa nước đục thả câu nha, tôi cảnh cáo bà rồi đó. Chị nói cho cô bé nghe nè, gạo chưa nấu thành cơm, ván cũng chưa đóng thuyền, thì chị có quyền lướt ván. Mai mốt có nhậu á, nói em làm mồi cho. Em đem bún chai cho anh ăn nữa. Ờ, về đi. Bye nha. Nè, tôi cảnh cáo bà rồi đó. Anh Long, anh làm gì vậy? Bác Tám kiếm anh sáng giờ kìa. Trời ơi, nhậu hoài là chết đó. Nhậu sướng mà chết gì, buông ra. Dễ. Ôi, dễ gì, kéo té à. Dễ. Té, té, đi. Té bây giờ. Ê, 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 đừng, đừng, té, té, té. Ui à. Thấy khách đông cũng vui ha. Mà công nhận á, Mừng nấu món nào cũng ngon hết trơn. Mừng nấu đám được luôn á. Không thôi Mừng mở homestay Mừng nấu luôn đi. Mừng dư sức nấu luôn á. Thiệt hả? Ừ. Mà có cá thôi không có giỏi như Mai. Ừ.
Chồng làm chủ thì vợ cũng phải biết sắp xếp tổ chức này kia. Nấu không về thì ai nấu cũng được. Nè, cái bếp á là bao tử của ngôi nhà, ai cũng nấu được hết. Nhưng mà nấu để người ta tắm tắt hay ngon nè, để nhớ mãi, đâu phải dễ đâu. Nè, không ấy mày về đây làm luôn đi. Mà ông Long dễ gì chịu. Ông có cho bà làm không? Để coi sao đã. Phải sắp xếp thôi. Mà công nhận về kỳ này á, Mai thấy Điền khác hồi xưa dữ lắm luôn á. Thấy quyết đoán hơn nhiều. Thấy ổng khác hả? Ừ. Ông Điền mà ổng nghe là ổng mừng lắm á. Ổng nói là bà chơi ổng cù lần, không có giỏi như ông Long. Chắc ổng khiêm tốn á. Chị Mai. Ủa? Chị lo bên này hoài vậy? Không chịu về lo cho anh Long đi kìa. Anh Long sao phải lo? Thì ổng nhậu có mình ên, xỉn quá cần câu luôn. Vậy mà vẫn có người quan tâm sát dán đó nghe. Ai? Đại Trang đúng không? Mai. Ơi, đi công chuyện với Điền chút xíu. Kêu. Dạ. Coi phụ chị Mừng rửa chén giùm anh nha. Làm giùm dạ. Anh nha. Nhanh đi Mai. Ờ. Làm gì dính như Sam vậy? Kệ người ta đi, ta làm chung mà. Mà thôi, rửa hết đi. Ủa, thì tôi thắc mắc tôi hỏi. Ừ, tự nhiên tôi dính trong chén vậy trời. Chú Ba. Chú Ba. Ơi. Chú Ba đâu về vậy chú Ba? Tao mới đi lên xã về. Đi đâu đây? Dạ con qua tạm thời coi cái vàng bông. À, rồi Tết này có định đem bông lên Sài Gòn bán không? Dạ đi chứ chú Ba. Không đi đó chết luôn á. Bông ở xứ mình á, không có giá bằng ở Sài Gòn. Mà tao thấy tiền bến bãi rồi xe cộ cũng bộn rồi nghe. Vậy cũng đỡ hơn bán ở dưới quê chú ơi. Nhưng mà con ghét nhất là cái vụ á, cứ đợi chiều 30 Tết mới đi mua không à. Nhiều năm á con bán xong, hút cái giờ con đón giao thừa luôn. Đã à. Vậy còn bị ép giá nữa. Con ghét con đập bỏ hết bông luôn, cho khỏi lấy. Ủa mà mấy đứa nhỏ có về ăn Tết với chú Ba không? Năm đứa mà không có đứa nào về thăm chú Ba hết. Hiện giờ chưa thấy đứa nào. Thôi mà mày đi cho nó kịp. Mà nè, chúc vợ chồng bay năm nay buôn bán cho ngon cơm nghe. Dạ. Ừ. Con nhỏ này nó có bầu. Nó ăn khế chua mà. Trời ơi, mẹ chảy nước miếng luôn á. Mà sao em con á, nó lựa đứa này về nhà, rồi lỡ em con với nó này kia là sao? Con thấy lần nó có nói gì đâu, có mình mẹ nói thôi à. Mà người ta bầu thì bầu, chứ chắc gì người ta ưng thằng Lưng nhà mình. Mà mẹ cứ kệ đi, mẹ đừng có quen quắt vậy hoài, tội con nhỏ thấy mồ à. Không được, con á, con phải làm sao tách hai đứa nó ra giùm mẹ. Đừng có để cho em con nó sáp vô, biết chưa? Dạ mẹ. Mẹ cảm ơn con. Con bỏ qua nha, mẹ tôi là vậy á. Tao không có gì thì không cần lo. Tôi có bầu thiệt đó. Thấy chưa? Tôi nói rồi. Thôi anh đi ra ngoài đi. Mất công má anh nói tôi có ý gì với anh nữa. Thảo uống nước cam đi. Có cần gì thì gọi tôi nha. Cảm ơn anh. Anh ra ngoài đi. Tôi ra nha. Không làm phiền Thảo nghỉ ngơi. Bây giờ đứa nào nó cũng bận rộn hết trơn á. Giờ không lẽ bày ra cúng xong cái hai bà già ngồi ăn với nhau hả trời?
Cái thân của chị thì bệnh tật, phải nói cho con cái nó biết để nó lo chứ. Bây giờ tôi hỏi chị, máy móc cái gì xài mấy chục năm mà nó không hư, huống gì cái thân xác của mình. Bây giờ còn được ngày nào ráng xài ngày đó thôi. Nói chi cho tụi nó lo, để nó vui vẻ nó sống cuộc đời của nó chứ. Cái cách suy nghĩ của chị lạ thiệt chứ. Có gì đâu mà lạ. Tôi hỏi chị nè, bây giờ cái xe người ta chạy mấy chục năm, nó cũng phải hư, nó cũng phải rã, người ta quăng đi đúng không? Sanh lão bệnh tử, bây giờ là mình đang ở giữa cái tầng thứ 3 và thứ 4 là đúng lực rồi, đúng không? Có gì đâu mà suy nghĩ. Chị không buồn sao? Buồn cái gì? Bây giờ tôi sống tới tuổi này là tôi thấy đủ rồi đó. Mà mình không có lầm lỗi, mình không có sai trái gì với ai hết. Tới tuổi đi thì mình đi êm đẹp, không vui thôi chứ buồn gì. Chị đúng là vô tư lạc quan thiệt. Tôi phục cái tánh của chị thiệt. Thôi đi lên uống miếng trà ăn bánh. Đi đi. Dạ kính thưa cả nhà, trước khi làm lễ cúng, con xin mời bác Định lên nói về phong tục tập quán về ngày cúng ông Táo. Sau đó con mời bác Ba là bậc trưởng thượng trong xóm mình lên chủ trì buổi lễ. Dạ con mời bác. Dạ mời anh lên đi bác. Thưa bà con, bà con cũng biết rồi, mỗi năm 23 tháng chạp là chúng ta đưa ông Táo về trời để báo cáo tình hình của gia chủ với Ngọc Hoàng. Bởi vì ông ở trong bếp, ai tốt, ai xấu, ai vui, ai buồn, ông đều biết hết. Cúng ông Táo thì lễ vật cúng gồm 3 bộ đồ, 2 bộ đàn ông, 1 bộ đàn bà, tức là 3 bộ với cá chép giấy. Nón cho hai ông là có 2 cánh chuồng. Bà thì khỏi. Màu sắc đồ cúng thay đổi hàng năm theo ngũ hành. Sao tới 3 người hả mẹ? Câu hỏi hay đó. Có sự tích ông Táo, lát ông kể cho các con nghe. Bây giờ ông nói tiếp nha. Đồ cúng ông Táo mình sẽ được đốt sau khi cúng. Nhưng thời nay tân tiến, nhiều người ủng hộ là không đốt vàng mã, chỉ thả cá chép thôi. Có 2 cách cúng: cúng chay, cúng tối giản nữa. Cúng mặn thì giống như ở đây bài biện á. Dạ. Có giữa gạo, muối, thịt luộc, tô canh, đồ xào, cá lóc nướng, xôi gất, trái cây, trà, dạ, 2 ly rượu, trầu cao. Nhưng quan trọng nhất, nếu là Phật tử thì dân ngũ hương để giải thoát tri kiến hương. Dạ ông ơi, ông cho con hỏi, giải thoát tri kiến hương có nghĩa là gì vậy ông? Tri kiến là nhận định, là nhận thức. Con người mình là hay chủ quan lắm và trình độ hạn hẹp, nên xui khiến cùng một sự việc mà mỗi người nhìn một cách khác nhau. Giải thoát được tri kiến hạn hẹp của bản thân để nhận thức sự việc cho sáng suốt thì mới mong tiến bộ. Hay quá bà ơi. Công nhận ông Định cái gì cũng biết hết á. Dạ mời anh Ba. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay nhằm 23 tháng chạp, chúng con thành tâm kính dâng phẩm vật, xiêm hài áo mũ dâng lên trước án, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm nhang, dốc lòng tái thỉnh, kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Báo Mũ Thần Quân hiển linh trước án, hưởng thụ lễ vật, cúi sinh tôn thần, gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm gia chủ chúng con sai phạm, ban phước lộc phò hộ toàn gia chúng con, già trẻ, trai gái, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Thank you.
Dạ, lễ cúng cũng đã xong. Bây giờ con xin mời tất cả mọi người mình vào trong để bác Định nói về sự tích ông Táo. Đúng rồi đó. Dạ, xin mời mọi người ạ. Dạ đi. Dạ. Rồi, vô. Đi vô ba. Dạ, mời cô chú. Dạ. Dạ, mời mọi người. Người chồng sao á, thấy có lỗi vì xía vô chuyện nhà người khác, buồn quá mới nhảy vô lửa tự thiêu để cho hai người kia được đoàn tụ. Người chồng đầu tiên á hối hận vì vô tình xen vô chuyện của người ta, cũng nhảy theo. Người vợ đi về thấy hai người đã chết, đau khổ quá cũng nhảy vô lửa chết theo luôn. Ngọc Hoàng á thấy ba người trung nghĩa nên cho ba người chung sống, đồng làm táo để canh giữ hơi ấm trong nhà, nên bếp nào cũng phải có đủ ba cháu để giữ cái nồi cho nó vững. Hay quá đi. Hay quá ông ơi. Nhưng mà bây giờ người ta xài bếp từ, bếp hồng ngoại không à, đâu có ai xài bếp ba cháu nữa đâu ông. Công cụ thay đổi, nhưng nếu mình giữ nề nếp thì gia đình mình mới bền vững. Nói vậy một bà hai ông kỳ thế mộ sao ở. Đúng rồi đó. Đó là chuyện hồi xưa, người ta dựng lên để người ta giáo huấn thôi, ai không chịu kệ người ta đi không. Nhưng mà nếu mà gặp tôi á, lỡ gặp trường hợp tình sâu nghĩa nặng như vậy á, tôi cũng chịu luôn á. Cô Tám thích đông vui. Chồng thấy chưa, đăng ký cái tour này là đúng lắm luôn á, vừa khỏe vừa được mở mang, mình vui mà mọi người cũng vui quá trời. Dạ, chương trình tiếp theo sẽ là thả cá ạ. Dạ, con có chuẩn bị một vài túi cá chép để cho mọi người thả. Ai tham gia được, xin mời mọi người đi theo con ra mé sông để thả cá. Mọi người đi, đi thả cá nè. Hay quá, được thả cá rồi. Mình đi thả cá ha. Dạ. Chồng thấy chưa, thả cá ở đây cũng coi như là mình cúng ở nhà rồi, có sao đâu.